cảm và nhiệt tình. Cô rất yêu mẹ, đồng thời cũng rất khao khát có được một người bố. Hôm nay có một họa sĩ tới thị trấn. Cô mời ông đến nhà chơi, muốn ông trở thành bố của mình. Thế nhưng lại bị họa sĩ từ chối khéo. Trong lòng Giang Ên Ca nghĩ, nếu đã không có được, vậy thì sẽ đạp đổ. Cô ép bạn học nữ trộm thuốc ngủ tới, lại cho thuốc vào trong nước uống của người đàn ông. Sau khi ngủ thiếp đi liền đẩy ông xuống sông. Ngày hôm sau, thi thể của người đàn ông được phát hiện đang trôi giạt bên bờ. Bạn học nữ biết mình đã trở thành đồng phạm, nên đã cảm thấy vô cùng ăn năn và hổ thẹn. Cuối cùng, cô bé đã suy sụp, đứng trên tầng cao, nhảy xuống. Nhưng Giang Ên Ca không sợ hãi chút nào. Cô bình tĩnh lên kế hoạch tiếp theo, ánh mắt kỳ quặc và bí ẩn. Hôm nay, Andre đưa vợ con đến thị trấn. Con gái được sắp xếp vào trong lớp anh nhận dạy. Trong buổi lễ chào đón, anh ôm bó hoa tươi Giang Ên Ca tặng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào người mẹ gợi cảm bên cạnh. Giang Ên Ca nhận ra được tâm ý của người đàn ông. Trong đầu cô lại có một kế hoạch ác độc khác. Cô hẹn con gái của Andre cùng nhau đi công viên cho sóc chuột ăn, cố tình tạo ra cơ hội ở riêng cùng nhau cho hai người. Người mẹ dịu dàng tâm sự nội tâm cô độc với người đàn ông. Nhìn mỹ nữ gợi cảm bên cạnh, trong lòng nam chính rất bứt rứt. Anh quan tâm khoác áo lên cho người phụ nữ. Giang Ên Ca ở phía xa đang lén lút nhìn. Tiếp đó, vợ của nam chính gọi điện thoại tới thúc giục, người mẹ quyến luyến cởi áo ra trả lại cho người đàn ông. Giang Ên Ca nhìn thấy mẹ cô độc và hai người quay người rời đi, trong mắt tràn ngập sự hụt hẫng, đố kỵ và oán hận. Chú sóc chuột nhỏ vừa rồi còn chạy nhảy hoạt bát, ngay sau đó đã thoi thóp. Ngày hôm sau, nam chính đến lớp phát hiện Giang Ên Ca lại không đến trường. Andre quyết định tới nhà thăm hỏi, nhân tiện tìm hiểu một chút tình hình. Mẹ của cô bé nhiệt tình tiếp đón anh. Rất hiển nhiên, người phụ nữ này đã có suy nghĩ khác với Andre, từng giây từng phút đều đang phô ra cơ thể mình. Cô đưa Andre đến phòng của Giang Ên Ca, nam chính cầm một quyển sách sách lên, quay người liền va phải người phụ nữ, không may làm đổ bể cá. Tiếp đó, bầu không khí trở nên ám muội. Hai người ôm nhau và vui vẻ với nhau, từ phòng sách cho tới phòng ngủ anh rất tuyệt. Anna, em biết anh chỉ là chơi đùa. Nam chính xuống tầng, người mẹ quyến luyến tiễn đưa bằng ánh mắt, còn tất cả những điều này đều bị Giang Ên Ca 10 tuổi nhìn thấy. Người đàn ông này đã bị cô bé 10 tuổi trói lên cây. Băng dính đang quấn quanh miệng của anh từng vòng một. Cô đang lên kế hoạch để giày vò anh. Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ một tháng trước. Cả nhà nam chính đưa con gái tới thị trấn nhỏ này, nhận chức ở trường học của địa phương và sắp xếp cho con gái ở trong lớp của mình. Nhưng nam chính luôn cảm thấy hành vi của những cô bé trong lớp học này kỳ lạ, không chỉ lén lút giám sát mình, những chuyện kỳ quái còn liên tiếp xuất hiện. Đến cả cô bé nhảy lầu tự sát trong lớp cũng thường xuyên xuất hiện trong mơ. Nam chính tìm tới chủ nhiệm hướng dẫn, muốn hỏi một chút về tình hình của những cô bé. Còn chưa đợi anh lên tiếng, chủ nhiệm đã kiêu ngạo, khuyên anh đừng gây thêm chuyện nữa, chỉ cần làm tốt công việc bổn phận là được. Biểu cảm của nam chính giống như là đã ăn phải 5 cân hoàng liên. Anh về nhà với một bụng tức. Vừa vào cửa nhà liền nghe thấy tiếng thở gấp của vợ. Cơn hen của vợ lại tái phát, vừa khóc vừa nói Giang Ên Ca hẹn con gái đi xem phim, đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Andre đang định ra ngoài tìm, mẹ của Giang Ên Ca tình cờ đã đưa lũ trẻ về nhà. Nam chính nhìn vào thân hình gợi cảm với những đường cong quyến rũ của mỹ nữ, nội tâm có một chút hưng phấn. Quả nhiên đàn ông đều là động vật thị giác. Sáng ngày hôm sau, nam chính đến một bệnh viện tâm thần, muốn tìm mẹ của cô bé tự sát trong lớp để nói chuyện. Viện trưởng nói, người phụ nữ bên cạnh chính là mẹ của cô bé. Từ sau khi con gái chết, cô ta liền bắt đầu không tỉnh táo, trong tay cứ cầm con búp bê. Do con gái chết vì nhảy lầu tự sát trong trường, người mẹ vẫn luôn oán hận trường học. Vừa nghe thấy nam chính tự xưng là giáo viên, đôi tay người phụ nữ run rẩy, nội tâm tràn đầy sự phẫn nộ. Mỗi khung cảnh trong đầu đều là con gái bị khiêng lên cáng. Cô ta đau đớn tuyệt vọng, ra sức vùng vẫy, ai cũng không ngăn cản được cô ta. Bác sĩ mau chóng đưa cô ta về phòng bệnh. Nam chính ngây ra nhìn khung cảnh trước mắt này, nội tâm vô cùng phức tạp. Từ đó, mỗi tối đều gặp ác mộng, mơ thấy hành lang trường học, mơ thấy cô bé đã chết đưa mình tới nhà xác. Thứ nhìn thấy là xác của mình. Biểu cảm của anh đau khổ, vùng vẫy, muốn nhanh chóng tỉnh lại. Vợ bên cạnh nhẹ nhàng gọi anh dậy. Nhìn thấy chồng nhễ nhại mồ hôi, hỏi rằng có phải áp lực công việc quá lớn, có cần phải chuyển tới một nơi khác không? Người đàn ông đứng dậy, bắt đầu sốt sắng, oán trách vợ không biết quan tâm, không hiểu nỗi khổ của mình, gặp phải một chút chuyện khó là muốn chạy trốn. Anh quay người rời khỏi. Ngày hôm sau, nam chính buồn bã hút thuốc ở bên cạnh bồn rửa tay. Lúc này, Giang Ên Ca độc ác đột nhiên đứng ở cửa. Nam chính hỏi cô có chuyện gì, Giang Ên Ca khóc nói, từ nhỏ cháu đã không có bố, chú có thể làm bố cháu không? Trong lòng nam chính sững sờ rồi kiên quyết từ chối. Giang Ên Ca bình tĩnh nói cháu biết vì sao mỗi ngày chú đều mơ thấy cô bé nhảy lầu đó, cũng biết chú đã dùng tư thế gì với mẹ cháu ở trong phòng ngủ, chú không làm bố cháu, vậy thì hãy chờ mà xem. Cô bé nhảy lầu chết trong lớp chậm chậm ngồi bên giường của nam chính, tiếp đó cô đưa người đàn ông đi vào một nhà xác, vén ra nhìn, người nằm bên trong lại là mình. Ngày hôm sau, anh đến phòng khám, lấy thuốc ngủ của bác sĩ, tiện hỏi về bệnh án của Giang Ên Ca. Bác sĩ nói IQ của Giang Ên Ca cực kỳ cao, là món quà mà thiên sứ đã ban tặng. Nhưng Andre lại cảm thấy trên người cô bé này chắc chắn là đang ẩn chứa bí mật không ai biết được. Hôm nay, trường học tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa. Trên trường đua, ngựa của con gái đột nhiên mất kiểm soát, cô ngã xuống từ trên lưng ngựa. Giang Ên Ca đứng nhìn từ xa, nở nụ cười đắc ý. Andre cảm thấy, điều này chắc chắn có liên quan tới Giang Ên Ca. Trên lớp, Andre nổi trận lôi đình, chất vấn Giang Ên Ca rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Giang Ên Ca đứng dậy, nở nụ cười ma mị chú đến thì cháu sẽ nói cho chú biết.
Trên hành lang, cô bình tĩnh hỏi nam chính có phải là chú đang ngủ với mẹ cháu không? Đó là chuyện giữa chú và mẹ cháu, đừng có giở trò này nữa, ngoại trừ chú làm bố cháu, không, thực ra là chú chỉ muốn chơi đùa đúng không? Vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Buổi đêm, đột nhiên trong nhà lại bùng lửa lớn, khiến cả nhà nam chính sợ hãi bỏ chạy, suýt nữa đã chết trong biển lửa. Trong một đêm, nhà nam chính đã bị thiêu rụi. Ngày hôm sau, nam chính đến trường, Janenka âm thầm nhìn nam chính bằng vẻ kỳ lạ. Sự báo thù thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Cô hẹn nam chính đến nhà kho cũ nát của trường học, dở khổ nhục kế ra, ép nam chính làm bố mình. Nam chính đẩy cô ra, quyết đoán từ chối. Ai ngờ vừa quay người, cô bé đã cố tình cởi quần lót của mình ra, lớn tiếng hét lên. Như vậy, nam chính đã bị bắt vào đồn cảnh sát. Janenka giả vờ miêu tả lại quá trình với cảnh sát. Kỹ năng diễn xuất này quả thực là không thể chê được. Nam chính không chỉ mất việc, sau khi về nhà phát hiện vợ con cũng đã ra đi không lời từ biệt. Trong nhà chỗ nào cũng dán đầy ảnh mình và mỹ nữ vui vẻ với nhau. Anh hoàn toàn suy sụp, mở máy tính lên, chuẩn bị viết bức di thư cuối cùng cho vợ. Đột nhiên mất điện, đúng lúc anh đứng dậy đi xem xét xung quanh, một tiếng rầm, nam chính ngã xuống đất. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình đã bị trói lên cây khô. Janenka dùng băng dính quấn từng vòng lên miệng nam chính. Mẹ của cô bé đã chết lấy công cụ phẫu thuật ra, đập gãy từng đốt xương sống của nam chính. Nam chính chết thảm. Cuối cùng, mẹ cô bé về tới nhà, Janenka đưa một khẩu súng tới, khuyên cô ta chết sớm để được đoàn tụ với con gái. Cô ta ôm ảnh của con gái đã chết, nổ súng tự sát. Khi bên cảnh sát tới điều tra, thì cô ta đã chết và không còn ai để đối chứng. Janenka hoàn hảo tránh khỏi tất cả sự nghi ngờ. Cô vẫn là cô bé 10 tuổi trong mắt mọi người. Cuối phim đã xuất hiện một pháp y hòa nhã gần gũi, Janenka nở nụ cười mãn nguyện với anh ta, dường như cô lại tìm được một ông bố mới rồi.